con lấy đi, bố trả lại. Con lấy nào rồi, con lấy cho. Xong cái chị đi xuống rồi ra. Chứ con nằm trên bao rồi. Thôi đừng có khóc. Về thì mừng thôi chứ. Khóc không? Không thao dạ nó mà nha. Để có trẻ. Anh này ơi đây. Sáu. Anh sợ quá. Dạ. Con mới về. Lâu á con. Xin nha. Xin Hà. Con mua hả? Bốc cho tiền con mua nha. Rồi đi mua bánh. Đợi bốc xíu nha. Cha nó sơn người nói Xin Hà. Dạ. Đâu ai? Dạ, Nam Việt. À, Nam Việt nhớ luôn quá à. Trong đêm trong đứng trong ngồi. Dạ. Tiếng. Tiếng nè. Đi qua mua bánh có trả phải trả tiền chứ. Tiền nè, hỏi ông. Ê, cậu Tư về tới kìa. Tư về. Ủa chị Ba về nữa kìa. Dạ. Má ba về nữa kìa sư. Anh tôi về kìa mẹ. Dạ, 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 hay không? Trời ơi, giỏi, giỏi, lát vô tính tiền. Đi, đi vô tính tiền. Vô tính tiền. Anh chạy trước á. Giỏi quá, trời giỏi luôn. Dạ, chính đi chợ rồi. Nè, vô tính tiền. À, cậu Tư mà Tư mới về ha. Cậu Chính chuẩn bị ít đồ ăn. À, cậu Chính đi chợ hả? Chị có cưng mà. À, chị đẹp hơn, chị đẹp hơn anh nhiều không anh? Rồi chị ba về đấy. Dạ. À, má ba về nữa. Còn chơi dạ. Chị. Ừ, con nè. Má. Chị. Má. Dạ, má. Nè, má. Chị. Má. Con. Biết con không? Dạ hả? Dạ. Trời ơi, nay mày đã quá chừng nghe. Vậy đó hả? Con này con ốm. Má, con này về nè. Ba chân nè. Vậy hả? Đây. Đây này con đây chị. Mới về hả? Dạ, đây nè. Đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá. Má qua chơi mẹ. Má thấy con hoài hả? Mẹ hai bên đây. Đúng sao? Chị ba mới về. Quá đẹp quá. Đeo lỡ nó ra có hai anh em giống nhau. Đẹp quá. Thấy con hoài. Cái tay sao vậy? Ừ, nãy giờ quên gỡ ra. Em ôm trời ơi, nó lạnh nó đau. Không sao hết. Dạ. Tao làm chim bao và thấy hoài. Qua lần nào cũng uống thức dây làm chim bao. Dễ nó cười đi, cười, 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 cười đi nghe, cười đi nghe. Dễ rồi cái gì mà nè. Cười đi. 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 Ở nhà con tôi không có phui đồng ăn kịp. Cho mình dạ. Vội, con về á, chưa có phui đồng á, con làm không có kịp gì đó. Ôi, con về 6-7 giờ tối luôn. Tối về tới 7 giờ. Mà ba biết con ở ngoài ngồi tối nay về dần dần nó vô chi mà không biết chừng nào. Mà hỏi nhắc nó ngồi hai mấy tiếng nó mệt mỏi. Con mệt quá cho ba về con bệnh luôn. Con dạn đâu? Đây dạn đây. Dạn là bản cả. Anh ơi em bỏ cái bóp đi dưới nhà rồi anh đưa cho em miệng chừng đô em đưa cho cháu nội má gửi về em. Rồi đây em tặng má nước. Đi xì cho ngoại hả? Mỗi lần thấy cái này dân đứng bánh tre. Dạng đây. Đây hả? Dạ. Ta già rồi ta bánh tre. Nói con về. Con mua sữa nhưng đồ con tại con để cho con biếu má uống như lý thảo với con. Con tặng má 100, má mua bánh ăn nha. Con cháu nội má gửi cho má 100. Thôi gửi 100. Cháu nội 100, dâu 100. Con trai má thì tiền. Trai thì trai con muốn tiền không cầm nữa. Đây. Này lại gì đây con? Đô. Ai cho đây với ai đây? Con dẻ 100. Con dẻ 100.
Kim Thoa 100. À, Tư Sậu 100. Tư Sậu con ơi nhiều quá. Con cảm ơn con. Dạ. Tư mua bánh nè, Thảo với con nha. Mua nước yên không? Nước yên 300. Dạ, vậy ha. Tiền đô không? Ha ha, ha tư. Đô không à, nay đô đâu không à. Mới đô hổng rồi nay đô nữa đó. Hổng rồi chỉ có cho một cái đô không. Một đô mấy? Một đô mấy đổi được 300. Dạ. Lấy gì mà lên tư sắc hả? Năm chim bao thấy đẹp lắm hả? Năm chim bao thấy đẹp lắm. Mà không nằm chim bao nhỏ cũng đẹp lắm rồi. Đẹp rồi. Mẹ nằm chim bao thấy cái mẹ mụ rồi. Dạ. Mẹ thấy con đeo mắt kén. mà thấy không có kỹ luôn. Dạ. Con mắt này không có thấy rồi. Con mắt này có cộm rồi. À. Mua đại đi. Má ba bàn đầy. Còn nhớ con bà thần. Mày mình bận lắm, chỉ có mắt với tay không rõ. Cậu bản tôi cũng đếm từng ngày. Dạ. Về nghỉ hưu được 2 tháng ngồi trong ngóc ngoài cái bắp video lên coi. Coi máy cài rồi coi về thăm ấy. Dạ. Con ơi về con về mấy tháng con? Con về được 4 tháng. Bây giờ về nghỉ ở bên đây 4 tháng này cặp. Dạ. Này chị lấy giò thử cho mình nghỉ 6 tháng nhưng mà qua cái bà kia chị mua mình lấy uy tín với nó sau này mình đi dễ dàng chút chứ thôi. Dạ. Con nghỉ hưu rồi. Nghỉ hưu mới cho về nhiều chứ. Tiền lương hưu. Dạ, hưởng lương hưu. Con à. Lúc trước con làm nó cho nghỉ có 4 tuần hả? Đây này, số này kiếm số nè. Để dò thử cái. À, rồi con gì đây nữa nè. Tới lui đám cưới nó đi. Rồi qua đi. Tối rồi từ từ chứ. Bữa nay con ở lâu mà. Con ở dưới đặng có khách có khứa. Bây giờ thì dễ rồi, không có không có thời gian nữa. Đi của mình. Dạ. Mình muốn về mà về muốn đi là đi hả? Dạ. Người ta thăm con. Dạ. Rồi con ở ngoài tới đám cưới đồ này kia đó. Dạ. Rồi quẩn rồi chạy về má rồi chạy về dưới. Má nói vậy đó. Này ba phải không? Dạ có thằng Nam Việt. Ngoài biết. Ngồi giữa theo ngoài. Cầm chim bao thấy hoài để nói không con Nam Việt thấy cậu tươi đẹp hả mà nằm chim bao thấy rõ tại nhìn thì không thấy rồi 12 tờ nha thường nhìn cái bao mới thấy hả đây qua cho cưng coi như chị ai biết ăn liền hay là không ăn Dạ. 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 Dạ
con cho má chai dầu 3 năm còn chút xíu mỗi lần chín cái nhớ con. Vào lát nữa con đem dầu thơm. Đi mà quên lấy ra để lát về. Ba con phải nhớ khui thùng. Như khui thùng làm mềm lại quá. 3 năm mà còn 7 luôn rồi. Rồi đó con ngồi mà 25 kiếm xin giò em giò bình thường cho nó giò heo vậy bây giờ cái là y như heo vậy. Xích 3 năm hả? Xích ra luôn. Mỗi lần xích với nó. Vậy đó. Cái lát nó chừng nó mềm ra, cái lát cứng lại. Đi máy bay á. Dạ. Cảm ơn nha. Trời đất ơi, 3 năm mà đau khổ quá nhớ con quá. Sợ không chịu. Mình tới bà chạy chờ con kịp bây giờ dư. Dư con. Còn dài dài luôn á, chứ dư. Ai cũng nói mà. Thì 100 mấy chục tuổi luôn mà. Mấy cháu nó chúc mừng 100 mấy chục tuổi luôn mà. Ở đây ai cũng nói chị không có ở đây chơi cô bác chị em ai cũng nói chưa ăn sao không trăm mấy trăm mấy hết mới vậy. Mua đồ tôm luôn nước tôm luôn đổ kèo ăn. Giờ đổ tới chiều mới ăn mà chưa ăn sáng rồi thì ăn trước đi. Dạ dạ dạ. Thì nào em đổ xong thì lên lên xuống thầm bánh này tại nhà nữa. Rồi quảng cáo chứng nghe chứng minh cụ thể liền. Ủa lươi vậy nó đâu nó đi có lươi về rồi hả lươi ăn bánh tráng nè mẹ yêu chị bữa nay kêu con về rồi nãy giờ chị mừng giật kêu không à còn dĩnh giang là không mừng gì đó á dịch giang giang ơi dịch kiều thì có tiền đô còn dịch cộng thì hưởng chế độ này dịch giang không có gì đó không mừng dịch giang thì có bánh tráng có bánh tráng lo cho má gì lắm chứ dịch giang lo cho má lắm bánh nãy con em có để áo cho em không anh làm gì luôn vỏ kìa vậy hả ừ này để nên nó chưa sửa má đây ừ bể bánh tráng vậy bể bỏ đi con bỏ đi con lấy này nguyên rồi con bánh 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 mía con mua bánh mía thì chờ má ăn nữa nè má không dịp lấy dầu này sữa nó chạy vô lại sữa của má nè bánh mía nè má anh vô lên đi ba rồi má ăn mấy cây bánh mía đặng uống nước cũng ba đi mềm dễ ăn cũng ba đi ba ông ngồi trong ngót à ba ông chờ để anh đi lúc nhăn ông mà tặng hắn cái là má đó tại má nó có ba đây để bánh đi lúc nhăn với ba hai đứa kia em mà về bà không về ba đúng rồi thôi nó cũng thôi nó cũng thao nội nó bệnh nghiệp quá có hình không có dạ hả rồi có tấm hình bị chản chụp trong cái dừa để cặp cà chị ba làm hai người gì hả ba làm nhà làm á có năm việc chị làm tết chị dạ có phải không có nói Sơn mà nói Nam Việt các bạn. Có năm nó về rồi đây là Nam Việt về nãy giờ không? Cho cô đó. Mình vừa kêu quên vừa cộng. Cái này vừa cộng, cái này có hưởng chế độ mà. Vừa cộng tới cũng từng lễ nó về hai ba lần hả? À, tính theo mà chưa kịp. Con mẹ ở gần nên hay về lắm, ba cái ngày đó, chị năm con. Bà sắp nói là chừng nào cháu về cũng về. Bà sắp nói mà không biết chừng nào về. Bà sắp cả. Không, nói không biết. Nói Việt Giang đó, Việt Giang ngồi đó. Việt Giang ngồi đi mà bà sắp nói mà không biết chừng nào về. Vậy mà nãy giờ mới chị năm. Chị năm kìa. Chị năm bạn kìa. Chị năm. Khỏe khỏe em. Hay quá, đẹp quá. Vậy quá hả? À, xứng nhất cái gì xứng cùng đời tối quá đẹp quá mà mặc đồ hồng đó năm đẹp đẹp lắm mẹ con Nam Việt khi cho quà mà đem không gửi em bộ khỏe hả cậu chín mà chín khỏe em cậu chín đâu lát qua để anh ơi vô đốc nhăn cũng ba đi đi có đi đâu đi ba ông lấy nó về nó ngồi khỏe đi anh ơi ông nói cái bánh này ngon con về nào con mới về cái cậu Tư nó về vô con vô á để hả dạ rồi cho ông Tư ba nè nằm ngồi đây đây nè rồi hả về đốt nhang ngoài kìa con về nè ba con cưng của ba về nè ba ba thương con hơn ba thương anh sậu mà
Trời, thấy mà yeah. Mà đập lúa mà chảy máu hả? Dạ. Cụ Tư quá trời luôn. Dạ, yeah, đánh cậu Tư hả? Hỏi cậu Bảy coi. Dạ. Cậu Tư á, ông ngoại nói gì nè. Con, ba mà sống thì con đỡ, ba chết thì nữa à. Nó hiếp con lắm á. Quá hết nhau luôn rồi, chiều bắt tay nhằm cái dành đây đây anh đây. Rồi bữa nay đi đâu hả? Bữa nay lên đây lên má nè. Rồi lắc gì dưới nhà che rạp rồi. Dạ. Vậy đây là anh kèm nè, anh cãi lên nha. Cho nó vui. Hả? Em mua đồ tôm luôn cãi. Rồi. Rồi. Trời ơi, xuống kia này. Rồi, tôi đi. Rồi, cái dày nó quét cái mỏ nha. Dạ, có. Có gì gì rồi hả con? Cậu 8 lên chơi cậu 9 cũng lâu. Sơn đâu có hút thuốc không con? Dạ con không hút thuốc. Ngoài này. Dạ. Bảo đâu hả? Dạ. Bảo quá không? Anh Bảo không hút thuốc. Không ai hút. Dạ. Tốt quá. Hai đứa con hút thuốc tốt quá. Ba đứa má không ba? Giờ bà chính không có đi được sao mới lên nhớ thăm. Trời mưa quá nhưng ngọt không nấp mau không chịu. Ba phù hộ cho cháu nội ba nó nhớ ba nó ở bệnh con cũng thờ ông nội vậy nè. Mừng quá phải mẹ biết mà mẹ thấy đường mà mẹ thấy con cháu mẹ ra sao. Tương á. Nãy có khóc không? Khóc. Có. Cái quạt nó làm sao đâu, cái quạt nó làm sao đâu, cái quạt ông chín quạt nó đâu, quạt làm ra nhiều mấy. Cái quạt sao vậy? Nó đi làm vậy? Làm sao? Cái quạt làm sao, quạt làm sao? Quạt con chín rồi. Làm gì chứ? Nó cầm ký vô nhà đó. Dạ. Có gì đó hả? Con có lên ký không? Chục ký. Chục ký. Tuy này quá không? Ủa mày cũng còn để lại hết hải nhiêu? Nay còn 60 à? 70 tuổi rồi. Còn 70 tuổi rồi vậy cũng quá hay. 60 à? Mẹ ơi, cái hả rồi? Con ngồi á. Vậy có 60 kg gì không? Vô cho tặng cho tiền nè. Bữa là mày bữa rảnh bồi tới chiều. Qua cái căn dịch á. Dạ, đưa ông chắc mắt quá. Không mắt, kỳ lắm. 4 kg hả? Mới hai con cho ăn. Dạ, có thông ôn. Dốt. Mua đồ ăn đi chợ đi mặn nha. Mới trong đường của mình. Vậy là lên cửa nữa rồi. Anh Què à, em về em không có mua bánh đây. Nếu mà anh bánh thì cũng phải mua bánh cho anh nha. Giờ mới sắp canh đứa nữa. Đưa cho con đi cái này. Dạ, nó mấy đứa rồi. Biết tiền tình lọt rớt á anh. Chị đưa chị sao cắt đi. Dạ. Em về tối chị, khỏe hả? Dạ định. Dạ chắc chị thôi, chị nào ra nè. Chắc trong tháng này vô. Ủa vợ con định đây đẻ nữa hả? Dạ, lần này đẻ. Dạ hả? Dạ. Đứa trước tay hay gái cưng? À, từng trước con trai. Trai lớn hơn đó mấy tháng á. Con gái, chị này con gái. Ngon quá ha. Chị ta nhớ cái câu không? Em ơi, chồng nào vợ nó chơi xong á. Chồng răng rồi chưa con? Dạ, rồi. Lấy chồng, dạ. Lấy chồng chiếc que. Đồng cái trai một chỉ vàng à, hai chỉ vàng á. 10 triệu. Đẻ nha. Bốn cái mà trồng tắm hàng chưa thấy đẹp ngoài gì là gả được thì nó gả đi, gả đi, gả cái này kêu để dạng gả chứ mà đây gả không được. Qua nó nói là gà quá nhiều luôn, hỏi nuôi em xin chứ hai con cười. Chị cái tiền chị mua bánh cho anh sao anh Què ăn mẹ không sao? Anh có đưa chị không? Quá hả? Con là cưng lễ ấm như vậy còn một hộp đâu có một em cả chị cả ở quê không bao giờ quên em có một bây giờ để lại chị em nuôi chừng nào anh mãn nguyện anh về mẹ già tối bây giờ mạnh giỏi trăm bề cảm ơn công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra một lòng thờ mẹ chúng ta cho tròn chữ hiếu mới là đạo con mẹ ngâm thơ mà mẹ mẹ nhà thơ nè nhà thơ tớ hữu tớ hữu tớ hữu hả mấy chục câu á ăn phụ em à. Ôi ăn nữa cái đi ông nữa anh cắn đi anh cắn nữa còn nữa đưa em cái thằng này cứng quá vô làm mềm cho em để cái dao kìa để cậu ăn cái đạm bánh tạt hà cái gạo 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 em hả gà mẹ bỏ thôi kìa bỏ hả cứng quá. Đi làm, đi làm rồi. Đi rồi, đi làm rồi. Nên lâu mau rồi.
biết làm vui rồi nè, vậy cũng hay từng thôi đi thứ tư già đi chứ mạnh nay vậy mai khác kỳ lắm anh không bắt trợ để anh có bánh cam không bà Tư? Ngon quá, có bà Tư làm. Dạ. Ăn có ai bán đó. À, người ta không bán hả? Bánh sao cái tiệm kim thoa đắt lắm, nghe hồi đồn vậy đó. Có năm mì trứng xuống ta. Ở trên. Năm cậu mà chưa đi. Còn chưa đến thăm cậu nè cậu. Cài ông không thăm luôn cũng được. Thôi chơi luôn cậu luôn hả? Nãy gặp chú lớn rồi, không đi chợ. Bước qua đây chơi luôn. Nói lát ghé con nghe mà không biết lát không về có mặt. Cậu chết cậu chứ luôn. Con thưa cậu. Cậu thấy con có lạ không mà dì Tư bảo không phải nhìn con ra. Chính mỏi là ca nè. Chính mỏi là ca nè. Em nó còn không có ngoài cậu với chú lớn lớn cùng nè. Cậu nay gần 80 hả? 80 hả? Chú lại à? Vậy là cô 179 nè. Không nổi nó coi nó nặng coi. Vậy gặp chú cũng còn khỏe mừng quá. Không khỏe mà cũng đẹp. Đẹp mà cũng lắm. Đi xe đạp tè tè. Nhỏ tôi với đầu. Chú cũng ở nhà mà khỏe hết khỏe mẹ. Đủ. Người nào mà khỏi máy à? Khỏi máy đó hôm đó mà. Ai biết cô ba về ạ? Hôm nay biết ông này là ông này là ông nào không? Dạ bà ông. Không biết ông nào không? Ông biết ai không biết. Ai anh coi Tư hả? Đúng rồi, mình biết ông này ông nào ông phê. Nó nói bắt Út chứ ai. Nó không phải bắt Tư á. Tư nào? Tư nào? Tư này nè. Giống như cậu nghỉ làm mấy tháng mà ngồi ở ngoài bờ hồ coi phim á. Làm là đẹp hồi gì đó. Chọc cái ốm đó nè, anh giờ cái ốm anh Tư nè chứ không phải ốm con anh. Có ốm em được không? Không dám. Đi đó. Rồi không được à, nó làm rớt em à. Ôm em rồi, ôm em. Cậu ba. À, cậu ba đó. Đây ngồi xích đây. Đâu đâu có. Mấy đứa nhỏ tụi xem tụi nhỏ. Vậy. Đó là con sợ luôn. Đó là nhỏ nó bỏ miếng ngon nhìn cuối thôi. Không ăn. Ăn không nhớ phải tính không. Nó phải về. Để chị trúng mắt em mà con. Biết chị á, mấy đi ăn nhà nào có mua gì đó nên mua ở nhà nào. Chị khác chỗ nào cưng? Chị về chị có đổi tắm không? Chị có kỳ không gì cưng? Có làm sao mà cưng mấy chị khác? Không phải. Không với chị khác chỗ nào mà cưng nhìn chị không giống hồi cưng lên chợ quận 12 ở chị. Cậu chín nè con. Dạ cậu chín. Nó chắc là chị già rồi chị giống mấy bánh đây. Càng chín nhỏ 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 nhỏ. Cá nhận ra khác gì á. Em cá gì anh? Không giống như bà cố con vậy đó. Không lên nó đặt vậy nè. Còn nói em thương nó là lấy xài lấy vợ. Dạ chào bà chín đi. Bạn đó hả bà Chính à, thấy bà Chính là chạy ra hả không bạn thân mà bạn thân của Sơn Hà là ông Chính bà Chính đó là dạ bà Chính nó thích ông Chính nữa mà ông Chính qua là ngoan lắm. Dính đang chợ không bà Chính? Ai có ai hả? Chị Ba ơi, chị Tư. Em, đi nhau vậy hả? Thì chị Tư. Bông rửa gì vậy? Đông canh hả? Nè, à, bông rửa mùi xào cho má. Mới về. Dâu mua đu đũa, xem xong bông sữa đũa hả? Bông sữa đũa hay gì? Đông cha, nó hốt. Dạ. Bỏ gì lên rồi vậy? Lên chơi nè cưng. Đừng lấy chồng tí cho vui. Ở vậy cho con nó thương. Trời ơi, hơi sức đâu nó bị đặt lấy chồng. Dạ, con chị nhỏ đâu thành phố ăn dân nhà nó mua kem về cho em dâu má sức á. Cái nếu cái chị cũng như đang nói cho chị vừa rồi. Vậy mua cho tao chứ. Ai? Chị nhẹ. Cái mua cho tao với cái hỏi mua cho má mẹ chị.
tao sức đặng tao đi có chồng lấy vậy cho nó cút máy luôn. Nó không chơi cho bả nữa. Tưởng thiệt để chơi tưởng thiệt. Cái hôm qua cái thằng đà con chỉ thằng trai đó, nó về cái nó điện lên, nó điện lên nó chị sao không mua kem cho mẹ. Thôi già rồi mình sức gì nó mà, cái nó sức đặng ít bữa giờ không cưới, già rồi mà đám cưới. Chị ghẹo ai giờ nó tưởng thiệt. Làm việc hả? Dạ. Dạ hả? Mua dưới anh ra hả? Cầm cái súng. Con không có tuổi gì anh Tết? Tết thì dậu. Thôi thôi. Thôi thôi. Thôi là nhỏ lắm kìa. Nước nè con. 3 tuổi. Tuổi mình đây nè. Chị nhớ không nè? Nhớ chứ. Hai miếng nè. 10 trị nè. Y sĩ nè. Cho nè. Chính Hồng, chính Mạnh nè. Rồi à. Chính Dì. Cho Tư Phụ nè. Hay chính Hồng nè. Hay ngon nè, nhà ướt sớm nè, rồi nước khoai nè, rồi một phút 30 giây à, kể nhanh đi để hết giờ. Chị nhớ không nhớ nổi luôn. Cũng tuổi nhớ đó thì chị. Cậu biết sao không, hồi đó mà hôm chiều rồi chú mới đi á, là con gái một tuổi con khỉ không á, là con nè, ngon nè, chính Hồng nè, rồi ở bên đây ba này lớn con tuổi ba này nè, chính Mạnh nè cũng con khỉ luôn. Rồi chị Út Lùng cũng khỉ, rồi chị Phụ cũng con khỉ, quá rồi con khỉ luôn. Mày khỉ à? Mày khỉ luôn. Ở dưới nhà lâu lâu lên nó quét vậy. Không thì coi em lúc nào nó thuê cho thuê mà. Thôi thuê chị không cho thuê, chị muốn về rồi sao? Không được. Chị muốn về rồi sao? Là khó lắm. Thôi đóng cửa đi. Ở chung trại khó lắm con. Chạy lâu lâu nhà đúng không con? Dạ. Ở chung trại khó. Nó mở cửa ra. Chị, tôi thấy ai mà có con trai tôi thèm những nước miếng như chị. Nói thiệt. Mày thèm đến thèm cho một con. Nói thiệt nhiều. Hôm qua cái thằng cốc mẹ cái thằng nó trợ giúp á, nó đẩy xe hàng ra đó, nó lại cái nó đón mình ở sân bay, đón đi cái wheel xe mà chiếc xe đẩy chị. Mà hỏi con nay nhiêu tuổi rồi con? Dạ nay con 19 tuổi. Ủa 19 tuổi mà con tốt nghiệp rồi con vô đây con làm cũng ngon quá ha. Nó nói chưa cô, con còn đang sinh viên, con làm part time, con làm giờ làm ca thôi. Ôi, trời ơi, cô thèm đứa trai vậy nghi lắm luôn, nó ngồi nó đứng nó cười. Nói trời ơi, cô nghe cô nói con thương ở nhà con bảy thằng trai vậy. Trời đất ơi, quá trời con trai mà cô không có hay nói không. Con ơi, con giúp cô đi, con đẩy cô đi ra tới ngoài đi rồi một lát cái cô tặng cho con ra tới đẩy em tới ngoài xong cái anh đẩy xe, anh nói đẩy xe ra tới ngoài xong anh cho nó 20 đô. Dạ con cảm ơn cô, con cảm ơn cô. Anh như cũng hết cái chuyện quá trời, mình thấy con ta giống con mình mà được vậy ta cưng biết như vừa học và vừa làm. Con ơi có người yêu chứ con? Dạ có rồi cô. Nó không có người yêu thì không biết mình đứng tuổi mà cao rồi. Hỏi tới nơi. Nó đẹp lắm. Nó nói sao nó có người yêu sao? Người con có người yêu rồi. Mà lớn hay lại ba lại tuổi lận cô. Không sao con, không sao. Ba tuổi nó quá con rồi không sao. Con mới ôm 4 hộp sữa. Bữa con lục có 4 hộp sữa thôi. Nó gắn sữa nữa hay lâu lắm cậu. Con ôm được 4 hộp, con ôm trên mình con gì nè. Thì bà tính trước xong rồi cái con mới tính, là con lại con tính ai vậy, bà ngó ngó con vậy nè, bà cà thẻ luôn, còn con trả tiền mặt cho chính cái gọi là cái cà thẻ. Cái con bà tính đi ra rồi cái con lại con mấy cái con nhỏ nó nói bà đã trả cho con rồi. Cái con với con mấy anh em chạy đâu được, cái chân em chạy không được, rồi anh chạy theo trả tiền lại bà đi. Xong cái bà không lấy, cái bà để cái tay lên ngực gì nè, bà để tay ngực cái bà gạt đầu con gì nè, giờ rồi bà xá con cái gì bà đi à. Tức là bà trả tiền cho bà Tư. Nhưng mà biết lý do gì không? Không. Không biết lý do. Người Ấn ở đạo Phật giống như họ cúng dường. Giống như từ thiện. Giống là sao không biết nữa. Không biết sao sao. Có điểm đỏ đây nè. Rồi xong đi. Rồi xong cái bà Tư, mặt bà Tư cũng xá lại bà như giống như họ tặng quà vậy đó ha. Đúng rồi, tặng quà từ thiện. Dạ, con đi vô ghép like, con đi hồi mới qua Mỹ á. Cái con ghép lai con không biết mua chai nước nhiêu, con không biết nói tiền nhiêu, con đứng hoài con lâu quá mà con khát nước quá, con cứ nhìn người này đã nhìn kia, con coi người ta trả nhiêu đâu con móc con trả. Nhỏ chừng khoảng 17-18 tuổi à, Mỹ á, nó nhìn xong rồi cái nó chen trước chị, nó chen nó xin lại cái nó mua chai nước lại đưa em đưa tiền không ấy. Rồi con gì mà Mỹ thương con nhiều lắm, con thương Mỹ lắm á. Nói thiệt, có gì Mỹ ai nó ghét Mỹ con thương Mỹ lắm, tốt lắm á.
con đi con đụng nó cái con, chụp, mà nó cũng xóa đi con nữa. À, nó có thiệt tình hay không mà? Nên là sự mình đụng nó, nó cũng rất là nó đụng cái là nó cũng xóa đi mà mình đụng nó cũng xóa đi thế nào? Con đi con lỡ con mang nó cũng xóa đi con nữa. Sanh sanh sau con còn định 3 tháng. Mà con toàn định nay chỉ biết kêu ông, bà, với daddy, với mommy thôi. Yeah. 4 tiếng thôi. Yeah. Còn nó ca theo cái iPad, nó cầm nó ca, ca đúng giọng, đúng nhịp luôn. Yeah. Nó ca nhà mình không biết, mình nghe không được luôn. Yeah. Nó ca theo vậy. Mà nó mập hơn này không? Mập hơn. Vậy hả? Chắc đẹp trai lắm hả? Bố mềm à? Dạ. Là tháng 4 năm 16 tuổi là năm 71 phục tuổi hả? Vậy là 16 tuổi rồi 16 tuổi thì tôi chín rồi đã có đem cả ông mẹ sáu tuổi đó hỏi như vậy luôn cưới đúng năm tuổi trong là 16 à tuổi trong 16 là mới gả chồng à đám hỏi 16 mà còn chín miếng không con giữ em á cái hai cái hông của con nổi một cái chưa lặn thì gả cho con nói má ơi để cho con chai ra đóng chai ra à, hai đứa hai bên má đẻ năm một ấm em má con ấm em con Hòa lớn hơn Khoan có tuổi rồi, đẹp quá à. Thằng Khoan lớn hơn thằng Do có một tuổi rồi cô con vậy đó trời bú sữa bò đó có 4 tháng bầu còn giữ em còn trai mắt mình còn hai bên đây còn hai cục của trai không trời khi chồng sớm không để cho 3 năm cái bọn thôi giữ em mệt quá chạy là 17 tới 21 rồi mới đẻ mang bầu cho em mấy tháng nữa là chạy gần 4 năm đó cậu Tư về chưa chết mình gần chết vui lên cho má mẹ ơi anh Tư ở lại đây với mẹ tới 4 tháng nữa lần á mình không cẩn cả gan không cẩn cả gan sao vậy không cẩn cả gan nói chi ghê không mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi đêm bao nhiêu lá mà con mới về má biết sao con đi một công 3-4 chuyện má con mất mà con không về luôn tại vì vậy nè má con mất rồi nếu con về á thì má con cũng mất rồi thôi con chờ mà ăn khó con về luôn về đặng để tang cái rước má về luôn mẹ rụng răng ráp còn có bao cái thì tính vậy cưng thấy đúng không rồi cộng thêm cái nữa anh cứ cưng là đúng 10 giờ đúng 40 đêm là nghỉ ăn hai con về còn nếu em về rồi á thì có 1 tháng à chắc chưa hai quá em mà ở lâu thì nó không cho cưng làm nữa lấy đâu cưng ăn nó không cho ăn rồi sao đủ thời gian đó con rồi mọi tư tính thôi giờ khóc thì khóc chứ bây giờ về cũng không được mà đi tìm xe con đâu phải ít đâu con mỗi khi một lần về đó là mười mấy ngày phải nói mình nói mình mấy người Mỹ ta bình thường cũng đúng lắm yeah. Đâu phải con về mà xách gói đi liền được yeah. Con yeah. Con đi còn thăm bà con dòng họ nữa về việc nữa còn Út Khanh ví dụ như Út Khanh đi mình về không thì được rồi đó kỳ lắm hai về cho chị hai về hai đứa nhỏ lắm về đường đi chị thi chị mấy gì á hai ơi hai dạ nhỏ nó cũng đi làm dạ dạ anh vô ngoại giờ mà không có ai chị thư nói chị hả hay chị ghê sao chị với em về chính nhắc dạ hai tư hai tư là gái ta nay mở 1 3 cái con gồm của hai ngoại biết ai không ngoại biết ai không ai con không biết chị hai dạ chị mới về hả chị mới về về giờ nào dạ diện qua không không vậy mà giờ nó thắt chị lắm mới về thì dạ nay khỏe không chị hai dạ cô ba chị xin lúc con làm đỡ không con đi dạ. Xin bước nhanh cái thì về dạ cô Tư mời Tư đi em bước nhanh bà ngoại cái em về chơi nha đi đi dạ đi chị ra chợ nhanh em đi đi nhanh đi hôm nay đẹp quá ta hôm nay qua đây đẹp quá có qua chị hồi dạ, qua hôm kia nhiều bên rồi bên sáng với sân ca mẹ con không có gì dạ có gì vậy hay cậu xuống xong cậu chín chắc dạ dạ xuống bước nhanh ngoại nằm ở nhà dưới á dạ có đi nè hả dạ có chút à dạ đấy cậu chín về cậu Tư về ngoại khóc dạ. Thế thôi đừng khóc vui lên chứ khóc kìa mừng tay gì mừng không mừng quá mà trong từ bữa từ bữa từ bữa đếm từ ngón tay đếm riết hả không có còn vân tay luôn hả mất cứ vân tay nào ngồi đây đây Út Khanh
Út Khanh về nào? Út Khanh về sớm lắm, mày cái mẹ cà phê đó dạ, mẹ. Mày mày kêu mà. Về là qua ngoại điểm danh. Không nữa. Không. Không có tay khác nắng bên đây, bên đây Út hả? Bên đây hai, bên đây Út hả? Đây cả đây Út. Biết hay. Thấy người mà không biết con. Dạ. Khổ quá đi. Khổ quá đi hả? Sao khổ? Kẻ già. Dòm dòm ở đây thấy có kẻ kẻ đó. Cái, cái ghế có kẻ kẻ thôi dạ, à. Nhưng không rõ lắm. Mẹ thấy mặt con không? Hả? Mẹ thấy, mẹ nhìn thấy mặt con không? Đâu có thấy mặt con. Thấy. Thấy, thấy phấn lì. Phấn lì. Ai với mẹ nãy giờ nói ghê quá. Nói anh Tư về mẹ vui không? Vui hả? Cái chân hỏng lên cả thương. Dạ hỏi mẹ thấy mặt con hay nói mặt mày phấn lì. Ghê quá. Không thấy. Hay nghe ma mị quá. Tức mình quá. Sao mẹ? Phải phải không thấy được. Mẹ cho thấy rằng thấy con. Thấy điếc thì cũng được. Hỏi gì này hỏi gì đó. Anh này không dám hỏi ai gì nhiều nữa. Kể đi. Mẹ cũng hồng phước hả? Vậy là cũng hay dữ lắm rồi. Vậy cũng hay dữ lắm. Vậy là giỏi dữ lắm rồi đó. 94 tuổi rồi còn gì đâu. Vậy là mẹ giỏi rồi đó. Cười, Minh Thư nó mua cho tao cái áo này, tao bận vô cô Sáu quả nói tao. Bạn áo này thấy già quá, trời trời tôi. Con 80 tuổi rồi. À, sao vậy? Ông nội cái áo này chưa già. Còn cái tuổi ai đó? Chị Minh đâu đây? Ở nhà bếp ơi. Anh sao vậy? Anh Nam mà này ai đó? Nam Sơn. Nam Việt. Nam Việt của vú á. Nam Việt của vú. Dạ con nè. Nam Việt không? Má, má cưng thằng Nam Việt chứ lắm đó. Rồi. Nó hung hoài à. Hung à. Nó khát nắng mà hung hoài. Con chết ở nhà hả con? Dạ. Xíu ở nhà rồi ngoài. Mới về hả? Mới về, nó được về mà giờ cho mất hai cái rồi nó mất cười vậy. Sơn Hùng hả? Sơn Hà. Dạ. 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 Con gặp bên nước xuống dưới rồi hả? Dạ. Nó xuống dưới rồi. À. Nói cậu chín nó sáu giờ qua rước chị. Tao ừ. Rồi nhậm nước đi hả? Cái, đâu có, cái nó điện. Nó điện, cái tao nói nó điện hồi tối. Tao nói nó nói thôi à. Má để con về con rước má cho má hồi cậu chín đi. Dạ. Rồi con 5:30 con về tao ừ nói cho có nó thiệt. 5:30 về tới nhà ngồi hơi tụi rủ uống cà phê má má cho con đi uống chút xíu về. Quang Sơn chào cô chú ha. Bữa nay có cậu Tư về ngoại mừng quá chừng luôn. Và hình ảnh đi lại kỷ niệm gia đình chỉ chia sẻ cho cả nhà mình xem cho vui. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở video sau. Hình như ở nhà đang chuẩn bị nấu ăn để mình xuống mình xem ở nhà làm món gì nha. Rồi tạm biệt.